giờ nếu mà vợ có nghe anh nói cái video này á, thì nói giờ em nếu mà em có cái quyết định sai gì đó thì em về em ở lại cùng anh thì gia đình vẫn chấp nhận, còn không á thì em không ở với anh á thì Hoàng trả lại số vàng cho anh. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong những ngày tháng phải nói là mới đây của đầu năm đến giờ phút này, anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tải rất nhiều thông tin, đa số là tìm vợ và tìm chồng và tìm con. Nhưng hôm nay là anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin là một em trai. Hôm nay là quê quán em trai này phải nói là rất xa, ở cuối đất Cà Mau, để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm cô dâu. Đặc biệt là cô dâu rất lạ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em trai biết em tên gì? Dạ em tên Cao Quốc Toàn. Cao Quốc Toàn à? Toàn nhiêu tuổi đây em? Dạ em 36 tuổi rồi. 36 tuổi, em nguyên quán ở đâu? Dạ em ở Cà Mau. Rồi hôm nay em từ Cà Mau về Bình Dương để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai? Dạ tìm vợ. Tìm vợ. Em trai biết là vợ em họ tên là gì? Dạ em tên Võ Thị Yến Nhi. Võ Thị Yến Nhi hả? Dạ. Vợ em nhiêu tuổi rồi? Dạ 25 tuổi. Vợ em nguyên quán ở đâu? Vâng, ở Bạc Liêu. Em trước đây đã từng có vợ chưa? Dạ chưa. Còn vợ em là có chồng chưa? Dạ chưa. Hai người là trai gái là chưa vợ chưa chồng hả? Dạ. Mình quen vợ lâu chưa? Dạ cũng có mười mai mối tầm 1-2 tháng vậy anh. Mai mối là ai làm mai cho mình đấy? Dạ chị. Chị em hả? Dạ chị. Vậy là hai người quen nhau được 1-2 tháng là cưới hả? Dạ. Mình làm đám cưới to không em? Dạ cũng to, đầy đủ họ hàng hai bên. Vậy đám cưới hoành tráng hả? Dạ. Hai vợ chồng em thời gian vừa rồi làm công việc gì? Em thở ở nhà cấp tốc nam, vợ ở nhà cũng buôn bán lặt vặt đấy. Buôn bán lớn không em? Dạ không, cũng buôn bán nhỏ thôi. Nhà dưới đường hả? Dạ. Buôn bán thu nhập ổn không em? Em thì làm lương tháng 6-7 triệu ở quê. Còn vợ em thì nói chung lương nó cũng không được ổn định. Hai vợ chồng sống với nhau được mấy tháng? Cưới từ khi cưới? Từ khi cưới được 3 tháng mà vợ em đi hết 1 tháng rồi. Vậy là cưới nhau sống với nhau được 2 tháng? Dạ. Trong 2 tháng này hai vợ chồng có hòa thuận không? Dạ hòa thuận. Vui vẻ không? Dạ vui vẻ. Vậy là đấy là nhà của em hay là chỗ thuê? Dạ nhà. Nhà luôn hả? Nhà dưới đường luôn hả? Dạ. Vậy là cũng rất tốt rồi đi nữa. Dạ. Nhà mà có chỗ buôn bán làm ăn là thuận tiện rồi. Vợ em khi cưới về là có ý định là bỏ đi không hay là làm sao mà tự dưng lại đi, em cho anh biết nào. Cái vấn đề đó là em không rõ luôn. Ừ. Rồi có khi đi lên đây 10 ngày rồi có điện về bảo em là đi làm mà địa chỉ thì không cho em biết. Tự dưng đi làm à? Dạ. Không cho biết địa chỉ. Dạ đi mấy ngày rồi mất liên lạc, cắt liên lạc mấy 10 ngày rồi mới gọi về giùm bảo em là đi làm thôi. Vợ em bỏ trốn hay gì hay tự đi? Dạ bỏ trốn. Ban ngày hay ban đêm? Dạ ban ngày. Mấy đi giờ? Bình thường ở quê thì cũng chạy xe đầu này đầu nọ bình thường vậy đó. Là đi luôn? Rồi là đi luôn. Vợ em có chuẩn bị quần áo gì không? Dạ không. Đi người không? Dạ. Có mang các tiền bạc đi không em? Dạ chỉ có mang vàng cưới đi thôi. Ồ, vàng cưới nhiều không em? Dạ tầm 7-8 chỉ. Vàng đó là gia đình cho hay sao? Dạ gia đình bên nhà trai em cho. Chứ nhà gái không có gì hả? Dạ nhà gái thì em không biết, tại hôm đám cưới là nhà gái không có tuyên bố là cho vàng bên nhà gái. Cho nên là cũng đại là có hay không không biết. Dạ. Chỉ biết gia đình em là có cho. Dạ. Khoảng 7-8 chỉ gì đó em không nhớ chính xác. Dạ. Vợ em có đem theo tiền không? Dạ tiền thì cũng có 1-2 triệu gì đó. Tiền có vài triệu được nhiều. Em không có nắm chắc là bao nhiêu thôi. Tại em không có tìm hiểu vợ em có bao nhiêu tiền trong người. Từ khi mà vợ em về sống với em 2 tháng ấy, vợ em thấy có biểu hiện gì nó không bình thường không? Dạ em thấy vợ em cũng mọi chuyện cũng đều bình thường hết. Em cũng chở đi đồ nòi đồ nọ dàn xóm làng bà con rồi chơi bình thường, cũng không có biểu hiện gì khác. Em có tìm hiểu trong vòng trước cái thời gian mà em cưới vợ bắt đầu em quen á? Dạ. Là trước đây vợ em đã từng yêu ai chưa? Dạ cái đó em không có tìm hiểu. Sao mình không tìm hiểu, hỏi em trước em yêu ai chưa, có người nào thương chưa, yêu mấy người rồi hay chẳng hạn, sao mình không hỏi? Dạ cái đó mình quen qua cưới hỏi thì chắc không, mình cũng phải hỏi chứ, cái chuyện gì là chuyện ấy bình thường mà có gì đâu. Mình cũng hỏi là em mấy mối tình rồi, sao mình không hỏi? Dạ vấn đề đó em không hỏi tới. Vậy là nhưng họ không hỏi á. Dạ. Vợ em có được lòng gia đình bên nhà em không? Dạ bên nhà gia đình em rất là thương. Rất thương hả? Thế từ khi cưới là em có về gia đình bên vợ chơi không? Dạ có. Gia đình bên vợ với gia đình em là có gần nhà không? Dạ nếu mà đi xe máy thì 2 tiếng một hộp. 2 tiếng là cũng 80 cây. Xa đấy nhỉ? Dạ. Tương đối xa. Vậy là vợ em là đêm về là ngủ với em tại nhà. Dạ. Hai vợ chồng có chia sẻ đêm có chia sẻ gì không?
Dạ, nói chung vợ chồng mới cưới thì cũng nói chuyện qua lại cũng dạ, ít thôi. Em có thấy vợ em nhắn tin hay gọi điện cho ai không? Cũng có hay gọi nói chuyện với mấy chú mấy cô bên nhà. Rồi mà từ lúc mà vợ em đi tới giờ bên nhà nói chung là cũng gần như cắt liên lạc. Nhà cắt liên lạc với em? Dạ, bên nhà vợ. Nhà chú vợ bên này bên Hóc Môn mà em lên đây mà cũng đâu có biết nhà đâu. Không cho em biết nhà. Trước đây là gia đình bên vợ có quý em không? Dạ, cũng nói chuyện cũng tỏ ra bình thường. Mà tự dưng lại ghét em luôn, vợ em đi cái nào vậy ghét em luôn. Dạ. Chính tỏ là em nghĩ là trong câu chuyện này có thể là vợ em tác động đúng không? Chứ không tự dưng mà sao mà gia đình vợ em lại ghét em được? Dạ, nói chung ghét, ghét thì không có ghét đâu. Theo em nghĩ là cũng có cái uẩn khúc nào ở trong đó. Đâm ra mọi người có thể giấu giếm đúng không? Dạ, đúng. Theo mình hiểu như vậy. Dạ, theo em hiểu là như vậy. Vợ em sinh năm 99 mấy? À, sinh năm 2001, à 99 hả? Dạ, sinh năm 99. Một cô gái 99 là rất trẻ. Năm nay 25 tuổi. Vợ em trước làm công việc gì? Ngày trước em cũng nghe nói là làm ở trên này bán ở trong siêu thị niệm á. Ở Bình Dương hả? Dạ. Nhưng mà khi quen với vợ em là em quen tại quê hả? Hay quen Bình Dương? Dạ, ở quê. À, gặp nhau ở Bình Dương, à gặp nhau ở quê, ở dạ. Cà Mau. Dạ. Ôi trời. Vậy là em đang nghi ngờ cái câu chuyện gì mà xảy ra mà một người vợ trẻ này mới cưới mà lại ôm vàng bạc lại đi thế này. Dạ, em cũng nghi ngờ là ít lợi dụng cái đám cưới để chiếm đoạt cái số vàng cưới để làm của riêng. Anh hỏi một câu chuyện tế nhị này, khi đám cưới là bao nhiêu bàn, tổ chức đám cưới bao nhiêu bàn, làm tiệc á? Dạ, nhà em hả? Dạ, nhà em làm em cho anh mượn tấm hình đấy. 20 bàn. Ừ, 20 bàn à. Mà một bàn này theo em ấy, mình nhìn chung chung thôi chứ mình không có ấy, mình nhìn chung chung là một bàn này là nếu tiền tiệc này là mọi người tiền mừng nhiều không? Dạ, tiền trung bình chứ. Ở quê trung bình là khoảng 25 triệu một bàn. Là tiền mừng cưới. Ít vậy hả? Dạ. À 25 triệu một bàn à? Dạ. 2 triệu rưỡi. Ý 2 triệu rưỡi một bàn á. Sao lại rẻ vậy hả? Dạ. Ồ, cưới lại có 2 triệu rưỡi là một người đi có bình quân có hơn 200 ngàn. Ủa, thời giờ anh cũng không biết là đám cưới thời giờ đám cưới có 250 hả? Thành phố thì đám cưới giờ người ta công nhân bèo bèo 500 mà dạ. quen xíu là 1 triệu trở lên không mà chứ giờ 250 làm sao mà mua được cái gì? Rồi được rồi, cái đấy là tùy quê của em, để anh hỏi để em biết thôi. Dạ. Để anh muốn biết là cái số tiền đó là khi cưới là thanh toán là còn vợ em thừa thiếu, vợ em có biết không? Dạ không, bên nhà trai em lo tất. À, còn là vợ em hoàn toàn không biết số tiền đó. Dạ. Còn bây giờ là vợ em có tiền cũ hay không hay tiền mới hay không thì em không biết, nhưng mà đại loại chỉ có một vài triệu và khoảng 7-8 chỉ vàng. Dạ. Em đang nghi ngờ là hiện nay là em đã sang gia đình bên vợ, ba mẹ vợ chưa? Dạ, sang rồi. Vợ em hỏi chuyện gì không? Nói chuyện đầu đuôi không? Em có nói chuyện đầu đuôi hết rồi, nhưng mà bên vợ nói là không có liên lạc với nhà. Em có nói là tìm cách giúp em để liên hệ là, hoặc là biết người thân ở đâu để đi tìm không? Dạ có. Mà gia đình vợ em có phản hồi gì không? Thì nên... Đa phần là nói không có liên lạc cái bên nhà thôi. Em cho anh hỏi là em có đăng ký kết hôn chưa? Dạ chưa. Chưa đăng ký kết hôn? Dạ. Vậy là nói đúng là vợ chồng cũng phải, mà không phải vợ chồng thì cũng đúng. Dạ. Em hiểu anh không? Cưới nhau thì vợ chồng. Nhưng dạ. mà thực sự là nếu mà nói về giấy tờ thì dạ. pháp lý thì không đúng vợ chồng. Nói trên pháp luật thì chưa thôi. Đúng không ạ? Ừ. Nhiều, bởi vì chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, không cần cưới cũng là vợ chồng. Dạ. Còn dù rằng em cưới 100 bàn hay 1.000 bàn nhưng mà em chưa đăng ký kết hôn vẫn chẳng phải là vợ chồng. Dạ. Nhưng mà có tùy phong tục, có người người ta yêu nhau, người ta đến với nhau ăn chầu ăn cau rồi người ta cũng gọi vậy, gọi nhau là vợ chồng. Đấy là gọi vậy thôi. Nhưng thực sự là nó về luật pháp thì không cho. Nhá, anh chia sẻ cho bạn để em biết thêm thông tin. Rồi từ khi em vợ em bỏ đi đến giờ phút này, em đã gọi được điện hoặc là em đã nói chuyện với vợ em chưa? Cũng có một lần với mượn cái số điện thoại của thím vợ của chú á. Gọi cho anh em Xuân Thế Thượng nè. Gọi về báo em là ở đó, nhưng mà em lên thì người nhà lại không cho em thấy. Người nhà nó là giờ... Người nhà là có những ai ở đó? Dạ, nó là có nhà chú ở đó đó. Mà người lên là người nhà không cho biết. Dạ. Người nhà có cho em vào nhà không? Có một chú ở nhà trọ thì có cho vào nhà. Còn người nhà có chú có nhà trên này thì không cho. Không cho em biết. Còn nhà khác thì không cho. Dạ. Đại loại là người ta cũng nói thẳng người ta chưa có thiện cảm với mình. Dạ. Đúng không? Còn có hay không thì mình không biết. Dạ. Đây là vợ em có đó hay không này mình chưa biết.
Dạ có rồi, lấy số của thím dâu rồi. Là chính thức là có cái nợ ở đó. Dạ. Mà không cho gặp. Dạ. Mình có làm gì cho có vợ lỗi với vợ trong vòng 2 tháng mà sống chung không? Dạ không có. Cãi cạo quá gì, không có đánh đập gì nhau hết. Em có hay nói chuyện với vợ không? Dạ cũng nói chuyện suốt với anh. Vui vẻ không? Dạ bình thường. Hai vợ chồng là trong 2 tháng vừa qua sống chung với nhau. Dạ. Mình đã có kế hoạch gì trong dự định trong tương lai về sau chưa? Dạ em đang định cất nhà ra riêng ở quê á. À. Nhưng mà sắp tới dự định thôi. Có nghĩa là mình cũng dự tính cho vợ đúng không? Dạ. Mình cũng lên kế hoạch rồi là chuẩn bị ra ở riêng, là xây dạ. nhà riêng, dạ. Không chung đụng với ai. Dạ. Vợ tự lập đúng không? Dạ. Vợ có đồng ý không? Cũng không có ý kiến nào khác này, thì em tính vậy thôi, cũng gật gật đầu thôi. Gật gật đầu đó. Còn quyết thì là mình bàn với vợ nên quyết thì cho mình đúng không? Dạ. Nhưng mà vợ là đồng ý gật đầu nhưng mà đến giờ phút này là vợ bỏ đi. Dạ. Vợ bỏ đi hôm đó là trước khi bỏ đi này, em có biết không? Trước khi bỏ đi có dấu hiệu gì không? Dạ không, bình thường. Không có dấu hiệu gì hết. Dạ. Hoàn toàn là bình thường 100%. Hai vợ chồng cái chuyện tế nhị là em có hoạt động bình thường không? Dạ bình thường. Khỏe không? Chứ anh sợ là hay là vì cái chuyện đó mà mình yếu là đôi khi là anh nói thật đấy. Vì nhiều dạ, khi mình yếu là vợ nó cảm nhận là ông này yếu này, ông này có vấn đề này. Mọi thứ là bình thường anh. Nói chung là về mặt sinh lý là bình thường. Dạ. Tâm lý thì cũng ổn đúng không? Dạ. Có gì bất ổn không em? Dạ không, em thấy cũng bình thường. Anh nghĩ là em là thợ hớt tóc thì chắc chắn là em phải bình thường đấy. Chứ thợ hớt tóc mà không bình thường là thọc ngoái là thua luôn đấy. Bởi trước đây ngày xưa anh cũng đi hớt tóc rồi, anh bị một cô gái cô không bình thường. Cô thọc anh sợ chục năm tiền. Thọc một cái một mà anh sợ má nhà đông ra luôn, anh sợ chục năm đấy. Thế nên là anh nghĩ là em là bình thường. Anh thấy em là một người hoàn toàn là không có gì khác cả. Là cũng giống một người đàn ông khác thôi. Nhưng mà tiếc cho em ha. Đến giờ phút này gia đình em là có chia sẻ gì không? Ba mẹ em với gia đình em, anh em của em á. Dạ nói chung là ba mẹ em hiện giờ thì cũng buồn người không? Người nhà thì buồn. Quá buồn hả? Gọi là vui chẳng được bao nhiêu, mới cưới xong đúng không? Dạ, vui chưa là bao nhiêu? 2 tháng mà. Khi mà đám cưới, tổ chức đám cưới là hôn lễ là người ta có chúc là đầu bạc răng long không? Răng dù hàm răng không còn chiếc nào không? Có chúc vậy không? Có chúc là sinh con quý tử hay là sinh thế nào trai gái gì không? Lời chúc có nhiều quá, đám cưới sao mà tính cho hết được. Chúc thì nhiều quá hả? Chúc trong mắt, hoa mắt trong mặt hả? Cuối cùng là những lời chúc hiện nay là chưa thực hiện được một lời chúc nào hết, đúng không? Dạ. Cũng tiếc cho nó những cái lời chúc của mọi người ha. Chúc mà chưa thực hiện được, mình cũng chưa toại nguyện, chưa thực hiện được những ước mơ, những cái dự định. Con cái thì cũng đại loại là 2 tháng này thì cũng chưa biết là có trứng chưa. theo em liệu vợ có nói là có liệu có gì chưa? Dạ em cũng không tìm hiểu đâu, em có đó em không hỏi. Mới 2 tháng mà cũng chưa biết đâu. Dạ. Trừ giá em nó quá đề ba quá nhạy thì mới dính chứ còn đúng không? Vậy là cũng chưa biết là hiện nay là đã có tí nào ở bên trong chưa? Khổ quá. Em đang suy nghĩ gì trong đầu? Trong mấy tháng vừa qua. Dạ em suy nghĩ thì vợ em chắc không muốn ở quê hay là có vấn đề tiền vàng gì đó là muốn chiếm hữu gì á. Anh nghĩ là vàng bây giờ giá rất cao. Dạ. Vàng SJC bây giờ đang 82. Còn vàng nhẫn trơn bây giờ đang 72 đến 74. Dạ. Bây giờ bán thì cũng 72. Mua vào bán ra này nó chênh nhau 2 triệu, trên dưới 2 triệu. Trên 8 chỉ vàng bây giờ anh nghĩ là cũng 5-70 triệu. Đại loại ở thành phố hoặc những người ta kiếm được tiền ấy, thì nó không thấm đâu em ạ. Nhưng đối với một số người người ta không có công việc em ạ, thì cái số tiền này rất lớn đúng không? Em nghĩ lớn không? Em nói chung làm khoảng hơn 1 năm ạ. Với em là hơn 1 năm đấy. Dạ. Mới dư được còn đó. Dạ. Thế thì anh nghĩ là cũng lớn lớn tương đối đấy đúng không? Dạ. Không nhỏ đâu. Cái số vàng đó hôm cưới là để đâu? Dạ cưới xong là vợ em giữ hết mà, em đâu có. Vậy là cưới là người ta tặng, trao tặng đeo hết vào cổ vào người vợ em à? Dạ. Và đi là vợ em cầm đi luôn. Dạ. Không rằng không nói gì. Trước khi là cưới này là trước khi là vợ bỏ đi một vài ngày là mình có làm chuyện đấy không? Dạ có bình thường nhá. Không, vài trước vài ngày á. Mình có êm đẹp không? Dạ bình thường. Mọi chuyện vẫn diễn ra và là tiến độ vẫn tốt đúng không? Dạ. Phải không? Chứ anh sợ là đôi khi là vợ lại buồn chuyện đó. Vậy đến giờ phút này em chỉ nghi ngờ đây là một cái màn kịch đúng không? Dạ. Khi mà em cưới đấy
thì em có hỏi chuyện trước khi em cưới họ cưới vợ này, em có hỏi chuyện ba mẹ vợ. Dạ. Và ba mẹ vợ có hỏi các em ấy là có đồng ý không? Dạ có. Mọi người cũng hỏi là hai đứa có đồng ý nhau yêu nhau không đúng không? Dạ. Đến với nhau không đúng không? Dạ. Em có bị ép buộc gì không? Dạ, vợ em có bị ép buộc gì hay bị tác động gì không? Dạ, em thì không không bị ép buộc. Nhưng mà theo em nghĩ là vợ em có bị tác động gì ngoài không? Dạ vợ em thì theo em nếu mà hồi trước khi cưới á, là cũng không có bị tác động bên vợ. Nhưng mà còn sau khi cưới thì em không biết. Sau khi cưới là mình không biết ha? Dạ. Và là trước khi cưới là vợ quyết định? Dạ. Cái thời gian mà yêu nhau, hai người quen nhau tìm hiểu 2 tháng trước khi cưới là mình có chở vợ đi chơi, đi trò chuyện, cà phê, cà pháo? Dạ, cũng vài lần. Cũng chở đi chơi chỗ nọ chỗ kia ha? Dạ. Để lại là tâm sự và hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Đến giờ phút này em theo em ấy là cái cuộc tình của em ấy là như vậy có nhanh quá không? Dạ, nhanh đến không tưởng. Nhanh không tưởng đúng không? Đúng không? Dạ. Từ khi yêu mà đến khi kết thúc đúng không? Dạ. Mới được có mấy tháng à? 2 tháng, vậy là mới là 5 tháng đúng không? Dạ. Yeah. Tổng cộng trên dưới từ khi quen đến giờ phút này chia tay nhau mới có 5 tháng. Dạ. Yeah. Cái cuộc tình người ta yêu nhau 2-3 năm cơ mà em từ khi yêu mà đến khi cưới mà đến khi chia tay mà đến khi bỏ trốn mới có 5 tháng. Bây giờ em có mong muốn là tìm được vợ hay là em mong muốn là lấy đại bà? Dạ, nếu mà vợ em mà có ở với em á thì về ở thì gia đình cũng vẫn chấp nhận bình thường. Còn không muốn ở thì em chỉ mong là tìm lại số vàng để em cưới vợ khác. Tìm lại vàng cưới vợ khác. Nghe thì có vẻ rất ngộ ngộ đúng không? Đúng không? Nhưng mà nó là thật em ạ. Dạ. Yeah, chứ không thể là mình giả bộ mình cưới người ta để người ta chết cay chết đắng, là để mình ôm tiền ôm vàng bạc người ta đúng không? Dạ, yeah, cái đó là sự thật mà nhiều người người ta không thích nói ra thôi chứ. Không, nhưng mà mình là thật, bởi vì đây là mồ hôi công sức em ạ. Dạ. Yeah. Đúng không? Bởi vì dù rằng người nhà em cho nha, nhưng sau này ấy, đây là cho thôi, nhưng sau này ấy, người nhà em cưới vợ cưới chồng em đều phải trả lại. Đó là cái sự công bằng em ạ. Đúng không? Chứ không phải là cho không. Cho không thì đồng ý, cho không nhưng sau này thì không lẽ là mình mọi người cưới vợ cưới chồng, dừng vợ cả chồng là mình ngồi mình nhìn. Dạ đúng rồi. Phải không em? Còn là mình trả lợ đồng lần mà. Đúng không? Xã hội nó luân chuyển như vậy là mới gọi là có đi có lại em ạ. Dạ. Thế là bây giờ em mong muốn là vợ bây giờ một là về ở luôn. Yeah. Gia đình vẫn tha thứ và bỏ qua. Yeah. Nhưng nếu mà bây giờ thì vợ đi công việc hoặc đi làm ăn thì mình bỏ qua ok rồi đó. Yeah. Nhưng mà vợ lại bị ông khác, ông ấy yêu trước là ông dụ đi, bây giờ thì cái màn kịch hai đứa nó bày nhau ấy, mà bây giờ đang ở với nhau mà ôm gà vàng mình hưởng ấy, thì em có bỏ qua không? Yeah, cái này thì khó ạ. Ây giời, anh hỏi câu này hơi khó đúng không? Yeah. Không trả lời được luôn. Cái này thì không chấp nhận được. Chắc chắn là không chấp nhận. Dạ. Em dễ hơn người khác là hiện nay em chưa có con. Dạ. Đúng không? Bây giờ chỉ có liên quan đến kinh tế thôi, vàng bạc. Dạ. Còn người khác liên quan đến con thì khó. Em không thể chấp nhận là một người phụ nữ mà khi cưới em mà bây giờ đi ở với người khác. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thì mình khó chấp nhận xài chung đúng không? Xài chung là không được không? Dạ. Đàn ông người tối kỵ xài chung phải không? Hay là thích xài chung? Không. Không. Rồi ok em. Bây giờ em hãy lên tiếng em nói chuyện rõ ràng trên video này, hy vọng là vợ em xem được video này. Vợ em suy nghĩ lại, một là sẽ quay trở về nói chuyện thẳng thắn với em và cùng gia đình. Hai là sẽ quay để trả lại toàn bộ những số vàng gia đình em trao tặng. Yeah. Rồi em nói chuyện rõ ràng, vợ em đã đọc tên luôn. Dạ, thì giờ nếu mà vợ có nghe anh nói cái video này á, thì nói giờ em nếu mà em có cái quyết định sai gì đó thì em về em ở lại cùng anh, thì gia đình vẫn chấp nhận. Còn không á thì em không ở với anh á thì hoàn trả lại số vàng cho anh. Để anh cưới vợ khác, đúng không? Cưới vợ khác. Em có mối khác chưa? Dạ chưa. Ồ, chưa có mối đang nhà mai cho. Chưa là một mối đang nhà mai cho. Cũng đẹp đẹp đấy, bởi vì nếu như em có nghề mà em nhà mặt tiền, em mà thuộc như thế là quê là như thế là có nghề rồi. Nhà mặt tiền, dìa phố thì anh nghĩ rằng không có cô này có cô khác em ạ. Còn rất nhiều cô phụ nữ đẹp. Đó, tuyệt vời. Thế ở đây là có thể là mình chưa thể đổ cho cô ta là cô ta cố tình dựng màn kịch em ạ. Nhưng mà cái này có thể xảy ra. Yeah. Đúng không? Chứ không có lý do là nếu như trước khi đi mà không ở với em ấy thì phải nói chuyện rõ ràng với em và trả lại toàn bộ những vàng của em. Bởi vì vàng này là vàng của gia đình em chứ không phải vàng của cô ta. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Chứ cô ta hoàn toàn về với em là có tí vàng nào? Em có thấy không? Dạ yeah, không. Em không thấy. Dạ. Yeah. Nếu mà về ở với em này được vài bữa này vàng bạc đeo đỏ người đúng không? Dạ. Yeah. Đến khi đi giờ mất cả người, mất cả vàng. Dạ. Yeah. Ê, khổ thật.
Mà sao trước mình tìm hiểu nhanh vậy em? À, nói chung ở quê em cũng công việc em làm cũng Mình nghĩ là cũng cũng tuổi cũng cũng lấy được rồi đúng không? dạ Hai bên là cũng tương đối là cũng ổn rồi. Công việc em thì có rồi đúng dạ không? Ừ, không có phải suy nghĩ gì. Thì thôi thì lấy nhau trước tìm hiểu sau. À, em nghĩ vậy hả? dạ Ồ, nhưng mà sai lầm mà. dạ Đấy, đau nhỉ. Các bạn em ở ngoài quê là có chia sẻ gì với em là trong cái cuộc tình này không? dạ không có chuyện cá nhân của Nhưng em mọi người mà biết chưa? dạ biết nhưng mà em cũng không có tiếp xúc từ khi mà vợ em đi rồi em không có tiếp xúc với xóm làng Em vẫn đang đeo nhẫn cưới hả? dạ Nhưng mà vợ em hiện nay chắc chắc là anh nghĩ bỏ rồi. dạ Đấy không? Anh nghĩ là khả năng bỏ rồi. Đúng không? dạ Nếu vợ em đi với người khác thì bỏ rồi, còn nếu mà đi bình thường làm ăn thì chắc chắn còn. Mà nếu mà đi làm ăn thì chắc chắn phải gọi cho em. Em nghĩ đúng không? dạ Bây giờ anh nói ví dụ như vợ em mà không muốn ràng buộc về kinh tế mà muốn ra ngoài để có cuộc sống, kiếm tiền riêng để phụ giúp chồng con. dạ Thì dùng rằng vợ em anh cứ đồng ý là vợ em trốn, ok, trốn luôn hôm dạ đó. Nhưng mà vài hôm ổn định vợ em sẽ phải chia sẻ cho em. dạ Chia sẻ vị trí. Cái nhất cái và nói thẳng là công việc em vợ em đang làm gì. Lâu dạ lâu em về thăm anh hoặc anh đi thăm em. Đó là thật em ạ. Đúng dạ không? Phần từ hôm vợ em đi là hoàn toàn là giấu luôn. không không cho em địa chỉ địa điểm mà Đấy. Thế này anh nghĩ là câu chuyện này bí ẩn, anh nghĩ là vợ em có người người khác rồi. Em ạ. Còn đây là màn kịch trong. Cái vừa rồi là anh em đã chia sẻ một cái câu chuyện một cô dâu mới cưới xong. Cưới xong phát mai đi chơi người yêu cũ luôn. Đó, còn tối hôm đấy thì mọi chuyện nó diễn ra thế nào thì là không biết. Nhưng mà cưới xong là mai ôm tiền ôm vàng bạc để đi chơi người yêu cũ, đến giờ phút này quay về người yêu cũ, bỏ ông chồng mới cưới luôn, đăng ký kết hôn đàng hoàng. Đó, còn em là chưa đăng ký kết hôn. Khó. Em có tìm hiểu là ba mẹ cô ta hiền không? Dạ ba mẹ thì nói chung Em có hỏi hàng xóm không? Em có tìm hiểu hàng xóm không? ba mẹ vợ thì ly hôn rồi Ôi giời ơi. làm công nhân ở trên này đâu mà giờ những ngày trước em cưới vợ là vợ em ở quê với bà nội Vậy là thua này, em ơi. Vậy là thua rồi. Vậy là kèo này thua. Đến giờ phút này em có hối hận là cái cuộc là mai là mối này không? Hối hận không? Em thấy giờ hối hận không? hối hận nó không giải quyết được vấn đề Buồn ha. giờ gặp cái nào mình giải quyết đó Tới đâu tính đó hả? thôi Thôi cố gắng em ạ. Tuổi còn trẻ mà. Đúng không? Đâu phải 50-60 tuổi đâu. Mà hiện nay là chưa có liên quan gì, chưa có liên quan đến con cái gì hết á. Đúng không? Chưa đăng ký kết hôn nên đỡ phải ly hôn em ạ. Ly hôn là mất công rồi, ra tỏa ra trước kìa. Phiền. Đúng không? Này may mắn cho em á. Em có muốn chia sẻ điều gì trên video này để hy vọng là các anh trai hoặc các em trai trong thời gian tới lấy vợ lấy chồng hãy tìm hiểu tránh tình trạng là cái cảnh mà vợ ôm tiền ôm bạc, cô dâu ôm tiền ôm bạc giống như em này không? Em chỉ có thể em chia sẻ cho mọi người. Cái này cũng khó nói Không thì em cứ chia sẻ cái câu chuyện của em để hy vọng là mọi người cảnh giác. Đấy, mình cứ chia sẻ thẳng thắn thôi. chung cái hôn nhân khó nói có khi người tìm hiểu nhau 5-7 năm nó cũng chia tay đầy quá trời có Nhưng mà chia người tay trong êm đẹp khác, còn em là chia tay không êm đẹp. Đúng không? à, Em đây là đâu phải là chia tay mà đây là bỏ trốn. cái này gọi là bỏ trốn rồi chứ không phải là Đây chia là tay chứ chia tay là khác. Đúng dạ không? Đây là bỏ trốn, âm thầm ôm vàng bỏ trốn. dạ Đây là một cô dâu này phải nói là cái kịch bản rất hoàn hảo. Vậy là cô ta trước là vợ em là trước đã từng sống ở thành phố này hả? Chứ đâu dạ phải đâu ở quê đúng không? dạ Vậy là cô ta vợ em cũng quái đấy. dạ cũng về quê được em nghe bên vợ bảo là về quê được 1 vài tháng Ồ, vậy là quái lắm, vậy là có người yêu người ta vô rồi. Em ạ. Dạ vấn đề Lại chắc lại em cần tìm vốn hiểu làm ăn này, cưới quả chồng này là ăn một vài chỉ vàng hay một vài cây vàng đây. Ê, khó. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em ở Chí Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm vợ. dạ Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? dạ có em đồng ý Cái câu chuyện em chia sẻ là vợ em này là trước khi đi này là bỏ trốn này ôm vàng ôm bạc đi này là có đúng không? dạ đúng bằng Đúng thôi luôn hả? nếu có sai thì em chịu trách nhiệm Sai em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. dạ Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bởi đây cái câu chuyện là thực sự rất đáng tiếc. Trong thời gian gần đây nhất thì đặc biệt là rất nhiều cô dâu cưới xong âm thầm nửa đêm sáng sau đêm tân hôn trong lửa sau là ôm vàng ôm bạc
bỏ đi luôn. Đặc biệt ở bên Tây Linh là 3 trường hợp 3 cô dâu liên tiếp, còn ở đâu cũng có, nhưng đặc biệt bên Tây Linh là 3 trường hợp cô dâu. Mỗi một cô dâu này trước khi đi là ôm theo tiền vàng bạc và thậm chí cả 100 triệu, hơn 100 triệu. Đó, đến giờ phút này nhiều cô dâu đã quay trở về cùng để cùng gia đình để trả lại tiền vàng bạc. Đó, còn hiện nay thì một số cô dâu bỏ trốn, mất tích. Đây, hy vọng là các cô chú anh chị hãy giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương để tìm ra thông tin chính thức em gái này đang ở đâu. Bởi theo thông tin gia đình em trai này chia sẻ thì hiện nay em gái đang sinh sống tại Bình Dương nhưng chưa biết là khu vực nào. Lần liên hệ lần gần đây là ở khu Sân Thế Thượng á. Sân Thế Thượng đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà hiện nay ở đâu thì chưa biết. Dạ. Yeah. Rồi anh em sẽ chia sẻ cái thông tin, cái hình ảnh này. Hy vọng là sớm muộn này sẽ các quán cà phê này, hoặc các quán ăn này, hoặc chợ này, hoặc công ty, hoặc nhà trọ thì sẽ biết được thông tin vợ em đang ở đâu em nhé. Dạ. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.